Đúng, đúng rồi. Rồi. Khá đấy, hay là dọn bể. Chép rồi. Nheo nheo à? Nheo 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 nheo. À con này khá quá nhỉ. Rú câu run đất à? Xuất sắc rồi. Chào các bác nha, hôm nay dẫn các bác đi câu cá sông tự nhiên. Đây điểm câu này ở chỗ Từ Sơn này. Đây có cái vườn rau. Bác kia vừa được một con nheo to phết. Ừ. Vừa thả cần ấy lên. Mấy anh em đi câu. Mày toàn câu bột à? Em câu bột đi run đây. Ừ. Thủ này đã đây chiếm chỗ rồi à? Ngồi cổ khó thế nhỉ? Chiều nó mát. Xem. Câu chỗ này này. Ngồi trên này vậy. Ôi đây đây đây. Đang quay lắm cái này gọi điện. Chết. À, cần thủ yếu lên hả? Mày là vừa ấy. Tầm mãi. Chưa đẹp lắm, cái điện thoại này chưa đẹp lắm. Còn cái xuống đây này. Không, thấp quá rồi sao được đánh. Cành dẻo nó rút ghê. Bỏ đồ ra. Phát nó hút. Chép ạ. Dạo không cầu được. À con này mình ôi giời ơi, xong rồi. Ai dạ, thua xong rồi. Chết chết. Rồi, may quá ra rồi. Xong rồi. Ơi. Ấy, ô nó biết thế này. Thủ yếu lên hàng. Con này bảnh như giết. Sợ thật. Không trả ấy nhỉ. Này phải táp lạng. Ghê ghê. Lên đi, động hết ổ. Khá phết đấy. Chả cá nó vít thế cơ mà.
Có bột này cái gì cũng cắn này. Cậu luôn à? Từ đây đi đi. Giết cái chép đâu? Giết. Giết to thế. Giết giết. Hết mồi rồi. Rơi à? Nào. Giật. Này hàng. Quá. Ôi. Vật. Vật rồi. Vật đâu? Đưa anh chồng nữa. Còn ghê. Tao bắt rồi. Đợi. Rồi đuổi ông Hiếu về đi. Thôi lên đi cho nó đỡ động ổ. Bắt giờ này. Lên, cạnh này lên nó được. Anh cần anh giống cho mày vật. Bắt giờ này. Cái con giận bẻ đéo ơi. À, Dô Phi. Ghê thật, đi câu toán chép. Kinh. Cá té này con đấy cũng được lạ ấy. Này, làm mày thế. À, nhận thử đi cái này. Mày quá. Câu ở đâu phao cao này? Ở đây chứ ở đâu? Nó sâu thế đấy. Sâu thế cơ. Đúng rồi. Ôi, giếc vãi. Giếc to lắm. Hay
cân. Ui trời ơi. Lên chưa? Ui. Ừ, chép. Nó đang cắn ổ mình. Mùi chị nó khác. Ôi khỏi cả cổ rồi. Ui rồi Ronaldo. Ronaldo. Đấy nó nuốt đấy. Cầu run là nó dính Ronaldo. Đấy là người thiếu. Sao? Nuốt thật. Chả nuốt. Thì thời gian vừa qua có một số bác là mong muốn là nhìn xem phao rõ hơn, thì hôm nay tôi mới mua cái bộ zoom phao này. Hôm nay chủ yếu ra đây mục đích là để test xem nhìn nó có rõ không. Cho các bác xem thành quả nha. Hôm nay chủ yếu đi test cái ống kính. Cũng được ít chép với giếc. Mấy con? Mấy lá? Mấy được mấy con chép ấy làm gì nữa? Dạ. Nhưng mà câu ít quá, hôm qua. Khá phết này. Hôm nay nó không cắn mấy bao. Hả? Hôm nay nó cắn kém lắm. Sau khi thì vứt đây à? Vâng. Bà ăn chép à? Chép tôi con giếc. Con giếc kia bắt về thả. Bắt chứ 4 con chép. Ba con. Bốn toàn giếc to. À đúng rồi. Ba chép. Bốn giếc. Giếc to ghê. Thì bắt đầu. Có chứ. Lại về thả. Úi giời. Về nuôi nhá, về thả. Thôi anh em tôi giờ đi về đây. Xin chào các bác nha. Bác ở video tiếp theo nha. Mày túi bé quá nhỉ. Này, chào các bác nha. Lấy không? Không, nó to lắm, sao anh thả bè nhà anh được. Ăn hết cá kia. Ăn sao được. Thôi lìa bẩn lắm.